Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ giới thiệu về mình đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và mọi người trong khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Mình là Đỗ Quan Tâm. Hiện tại mình đang làm thiết kế tự do. Mình chuyên thiết kế logo, nhận diện thương hiệu hay là truyền thông marketing. Làm ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Dạ. Từ Vũng Tàu ở đây tham gia chương trình. Dạ vâng ạ. Tên rất là hay nhỉ, Quan Tâm. Dạ, bao nhiêu tuổi vậy? Dạ em sinh năm 93, em 26. 93. Mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào em. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Quý, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên kinh doanh về những mặt hàng quà tặng. Quê của em là ở Bình Thuận và hiện em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là có thể nói là hòa đồng, dễ thân thiện với mọi người. Và điểm yếu của em là nói chung là em suy nghĩ hơi chậm một chút. Và về nữ công gia chánh hay là gì đó thì em không có được tốt cho lắm. Còn cái gì nữa không? Có cái tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em là có khi là cuối tuần là em sẽ ngủ nướng hơi nhiều ạ. Cuối tuần ngủ nướng, không đi đâu chơi với bạn bè hả? Dạ có, nhưng mà chắc phải đến chiều mới đi ạ. Dạ và dạ. Điểm mạnh của em là em hát cũng tương đối được ạ. Hát được, con hát thử một đoạn đi. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Thì anh cảm ơn. Rồi. Đàn gái đã hát thì đàn trai cũng đáp lại luôn. Wow, bạn nó biết tối sáo luôn chị. Đoạn trong một tác phẩm Romeo Juliet, một tác phẩm rất buồn. Nói chung á là cái môn thổi sáo này thổi đâu nghe cũng buồn hết trơn á. Dạ. Những cái lúc vui vui mình đừng thổi nha, thổi hồi ta tưởng đâu Trương Chi Mỹ Nương nữa. Rồi. Cái tài lẻ nào mà ngoài thổi sáo không? Thực ra thì em tuổi gà mà, cho nên kiểu như là cầm kỳ thi họa văn võ gì em cũng biết hết. Thấy vậy. Dạ. Điểm yếu có gì không hay tật xấu có gì không? Tất cả những cái điểm mạnh của em cũng là điểm yếu của em. Tại vì cầm kỳ thi họa văn võ gì cũng biết, nhưng mà biết chút 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 hả? Dạ. Không yếu đâu, biết chút chút thêm mày vui. Rồi còn cái gì tật xấu nữa không? Ví dụ như là đi ăn thì em rất là nhạy cảm với đồ ăn. Tức là em ăn cái món đó em có biết nó có sạch hay không, nó như thế nào được, em ăn có phản ứng liền. Dạ. Nhưng mà sao mà em nhạy cảm đồ ăn, ít ăn mà sao nó cũng cũng hơi nặng ký. Dạ, tại vì em nhạy cảm đồ ăn cho nên em biết cái món nào ăn được là em ăn nhiều. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ thì em chỉ có một mối tình thôi anh. Mà mối tình đó chắc là chỉ trong vòng một tháng là kết thúc rồi ạ. Hồi nào, lâu chưa? Dạ lúc còn em còn đi học đại học đó chị. Sao mối tình ngắn ngủn có một tháng vậy? Tại vì lúc đó em cũng tự ti về ngoại hình của em quá, cho nên em cũng không có quan tâm gì đến bạn nhiều á chị. Mà ngoại hình như thế nào, lúc đó như thế nào mà tự ti? Dạ lúc đó mặt em bị lên mụn, bị dị ứng á chị. Với lại lúc đó em rất là mập ạ. Cũng có bao nhiêu ký? Dạ 58 kg chị. Em cao mét mấy? Dạ 1m58. Cũng bình thường chứ đâu có mập đâu. Thì bây giờ còn tự ti không? Dạ thì cũng bớt rồi, nhưng mà tại vì môi trường làm việc của em cũng không có nhiều bạn nam á, cho nên em cũng chưa quen ai nữa. Rồi. Bên kia có một mối tình, bên đây mấy mối? Dạ thì cũng có một mối tình nhưng mà không chính thức. Tại trời vì yêu đơn phương. Đơn phương? Dạ yêu bài đơn phương cũng khoảng 4-5 năm gì đó. Không có nói hay sao? Dạ có tỏ tình một lần. Đầu tiên kiểu như bị tình yêu sét đánh ấy, cũng tỏ tình một lần. Tỏ sao mà tao không yêu? Thời đấy thì cũng hơi ngu ngơ, cho nên cứ tới nói người ta là mình thích người ta rồi chạy. Đúng rồi, nó thích bỏ chạy ai dí theo.
có lẽ nói thích là phải đứng lại. Vậy em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ hơi cao một chút, chị cũng phải 1m7. Nhìn hơi to con một chút. To có to, cao có... gần có. Gì nữa? Dạ với lại bạn đó đừng có đen quá. Có chút chút đen. Có cái mẫu hình lý tưởng không? Em thích nhất là diễn viên Huỳnh Hữu Minh đó chị. Chị cũng thích nhưng chứ đừng nói chị em. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Tuyệt đối là không được đánh bạc. Nếu mà hút thuốc thì ít thôi. Bạn trai có cờ bạc không em? Dạ không. Tứ Đỗ Tường có dính gì không? Dạ không. Không dính gì hết. Dạ. Cho chị biết là cái mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Thật ra thì em cũng không có yêu cầu gì hết về bạn nữ, kiểu như là nhìn được là được. Em cũng không yêu cầu về chiều cao, cân nặng hay ngoại hình gì hết. Em cao mét mấy? Dạ em cũng gần 1m7. Nhưng mà mình cũng phải có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào, mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào chứ? Dạ thì theo em là dễ nhìn, có giọng nói hay á. Thì kiểu như là em nghe mấy bạn mà nói giọng Huế á, là kiểu như em bị say nắng luôn đó. Rửa hả? Giọng bên kia nãy giờ hay không? Dạ cũng dễ nghe, ngọt ngào, hát hay. Kể nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Chắc cũng phải vài năm nữa, tại vì em đang chuẩn bị năm nay là em sẽ mở công ty để em làm việc. Cho nên em cần chút thời gian để em lo sự nghiệp, để lo gia đình. Công ty gì em? Dạ em sẽ mở công ty về thiết kế. Mở công ty mà có bạn gái nữa thì hỗ trợ rất sao là nhiều. Sao mình cũng không được cắn hay cơ, làm công ty ngồi văn phòng phải cắn chứ. Dạ em rất là hay đi du lịch, em đi dịch bụi. À đi nhiều cho nên là đen. Dạ. Đúng không? Bạn gái không có thích đen. Cho nên mốt đi nhớ bịt mặt, bịt khẩu trang lại kỹ nha. Anh qua coi bên đàn gái sao nha. Dạ. Dạ em chào anh ạ. Ủa sao dạ. Anh trai cần phải đen cho nó mạnh mẽ lên chứ. Nhưng mà em sợ đen quá anh, em đứng với ảnh thành hắc bạch vô thường luôn á. Đâu có sao đâu, đen mới là mạnh mẽ, đồng đen mới là bản lĩnh. Mà bạn mình nó đen lắm à. Mình nó đen, em nhìn anh á là bạn trắng hơn anh chút á. Dạ vậy thì được. Ừ. Anh đừng có tự ti mình nữa nha. Dạ. Mình yêu là yêu quyết liệt, cái gì mới có một tháng bỏ chạy rồi. Bây giờ hết rồi nha. Dạ hết rồi anh. Dứt khoát đi, anh thấy bạn trai mình đi dễ thương đó. Hai đứa rất là hợp lý, trắng đen, black and white. Rồi, như vậy thì bây giờ mình tiến tới hỏi ý kiến người thân thôi. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em với lại hai dì ruột của em ạ. Có mẹ với dì, dạ, chào mẹ đi. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Chào khán giả trong trường quay, cùng cháu trai ở bên này. Cháu Quý thì ngày thường cháu tính hiền, hơi nhút nhát. Chính vì cái nhút nhát là vậy cho nên là muốn tìm một người quen và đến hôn nhân, chứ không có thích là quen nhiều người. À, dì đây mới là thúc là đi đăng ký chương trình đi. À. Cho nên là cháu mới đi đăng ký. Nhưng bây giờ cô thấy á, là con rể tương lai này được không? Thì thấy cháu cũng nhìn chung ở tuổi 93 nhưng mà cũng đã cố gắng lập nghiệp. Cháu cũng thấy có vẻ chững chạc. Đối với cô thì không có đòi hỏi gì cao. Chỉ là muốn sau này con rể là phải yêu thương vợ và coi nhà vợ cũng giống như nhà mình. Đến đây cũng là một cái duyên. Còn các cháu bấm hay không, đó là quyền khi mà mở ra mà cảm thấy hợp thì các cháu bấm. Dạ, rồi, rồi, cảm ơn cô. Nay em trai đi với ai? Dạ, em đi với bố em ạ. Chào chị gặp bố em ạ. Rồi, chào chú. Chào chú ạ. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và chào tất cả khán giả trong trường quay. Dạ. Và chào cả, chào con. Dạ, dạ chú. Thì bây giờ là trong cái chương trình này thì tôi cũng thấy là hai cháu thì tôi cũng thấy là cũng được. Nhưng mà cái quyền cơ bản là phải là của các cháu. Nếu như mà trở về một nhà thì được thì là tốt, mà không có thì các cháu cũng là một người bạn, rồi có qua lại thì cũng điều tốt thôi. Dạ, hết dạ rồi, cảm ơn chú. Bây giờ mà mở rào cho hai con gà gặp mặt. Rồi, xin mời hai bạn có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Nãy cháu có nghe bác nói về duyên nợ thì cháu xin phép tặng bạn nữ này một bài thơ. Đời gọi nhau bằng câu duyên nợ, bỗng mật cười hỏi đời nợ hay duyên. Nếu là duyên thì do trời vun vén, gặp được nhau là kết trái tình si. Thế nên đừng đem duyên nợ để làm cớ để yêu. Thì hôm nay đến đây em có cũng chuẩn bị một món quà cho bạn Nam ạ. Thì món quà này là em mới gấp khoảng 200 ngôi sao và có một số hình trái tim ở đây. Và trong những hình trái tim này là có một số câu em muốn nói. Thì anh có thể mở một cái ra đọc. À ok. Trước khi mở này ra mình cũng xin tặng bạn cây sáo này. Thì cây sáo này là mình mới đặt xong, nó là tung la. Nó cũng rất là dễ thổi. Mình có thể chỉ hướng dẫn bạn thổi sáo. À. Run quá.
Đọc đi cưng coi đó cái gì đó. À, mình cũng rất là thích xếp giấy. Mình có thể xếp được một vườn thú bằng nghệ thuật origami. Chúc anh luôn có nụ cười đẹp và ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay. Em mong người luôn mang nụ cười đến cho anh luôn là em. Và cảm ơn bạn. Mình cũng hy vọng mình có thể mang nụ cười đến cho bạn không chỉ ngày hôm nay. Cảm ơn. Bạn cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? Em nghĩ là bạn này là một người rất là lạc quan, muốn mang đến hạnh phúc cho người khác. Bên trong có vẻ gì đó là hơi yếu đuối chút, nhưng mình nghĩ bạn rất là lãng mạn. Mình cảm ơn. Rồi, mình nói một chút xíu về quan điểm tình yêu gì đi. Hai bạn hẹn hò, bây giờ hai bạn, một người ở thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Vũng Tàu, mình sẽ hẹn hò như thế nào? Ở đâu không quan trọng, quan trọng là lý do thôi. Em có thể tới Sài Gòn bất cứ lúc nào. Là vào những ngày bình thường là bạn cũng có thể chạy lên được à? Đúng rồi, bất cứ khi nào bạn cần. Nói chung là sau khi gặp bạn thì mình có một nhận xét là bạn rất là, nhìn rất là dễ thương. Wow, mình tưởng bạn kêu mình rất là đen. Không, nói chung như thế này là không đen lắm. Đối với mình, tại mình gặp nhiều bạn rất là đen rồi cho nên mình cũng hơi sợ. Đen. Ba nó đen rồi. Được rồi, bây giờ hai bạn có còn món quà gì dành tặng cho nhau nữa hay không? Em có một bài nhảy có chuẩn bị rồi á. Rồi, mời bạn. Dạ, em xin hết hả? Cô đang hay mà. Dễ thương đó. Thì bây giờ thì Tường nghĩ là hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Mỗi người hãy nói với nhau một câu cuối cùng, một cảm xúc gì đó trong lòng ta đang nghĩ về người đối diện. Mình thấy bạn khá là dễ thương. Mình không yêu cầu gì nhưng mà bạn có vẻ là một người vượt quá mong đợi của mình rồi. Nói chung là thông cảm cho mình, tại vì những cái lúc mình hay nói chuyện thẳng thắn với bạn nữ mình hay bị bối rối. Nào, chuẩn bị. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Mình nắm tay bạn nữa. Em gái bấm hơi chậm nhỉ. Ở đây sẽ có ekip của chương trình thôi chị ha, có biên tập với lại các bạn bên bộ phận sản xuất thôi, nên là chị cứ chia sẻ thoải mái, tự tin những cái câu chuyện của mình. Khi nào mà buổi hôm nay mình cast khoảng mỗi bạn có khoảng 5-10 phút thôi, nếu như mà chị được chọn á thì bên em sẽ gọi lại để trao đổi với chị nhiều hơn về cái hình mẫu chị mong muốn rồi những cái thông tin khác nữa. Nhưng mà ở đây thì để được chọn thì chị tự tin, chị vui vẻ, cởi mở lên. Hiện tại thì em thấy là mặt hơi buồn đó. Đó, tại lên chương trình đó, lên sân khấu thì có những lúc có khi MC chưa có hỏi tới mình, nhưng mà mình cũng phải tươi tươi lên chút chị ha. Đó, dù giờ tươi lên là đẹp liền. Rồi bây giờ xin mời chị, đầu tiên chị giới thiệu giùm em họ tên, công việc, quê quán của mình. Mình tên Lê Thị Bác, sinh năm 76, nghề nghiệp là buôn bán. Cụ thể mình buôn bán cái gì á chị bé? Mình bán thực phẩm chức năng của Mỹ. Mình mua hàng bên Mỹ, rồi mình có người quen ở bên Mỹ, rồi nhờ người quen đi mua, nói chung là người nhà, rồi đem về đây bán trực tiếp chứ không qua trung gian. Chị bán ở đâu? Mình bán ở nhà, hiện giờ mình đang bán ở nhà, mình có bán ở nhà thôi. Là quê chị ở đâu chị? Quê mình ở Quảng Nam. Hiện đang ở Quảng Nam luôn? Không, mình đang sinh sống tại Sài Gòn, có nhà cửa ổn định ở Sài Gòn. Vậy là mua nhà ở đây rồi, đúng không? Dạ, chào. Chị ở quận mấy? Ở quận 12. Dạ, đường nào chị? Ở đường Sông Thành. Vậy hả? Rồi. Chị ở đây thì với ai ạ? Mình ở với hai mẹ con. Rồi với mẹ chị hả, hai con chị? Con, mình có hai cháu, nhưng mà một cháu trai ở ngoài Quảng Nam với bà ngoại. Nhưng mà xếp công việc thì tháng 4 vô đại học nghề. Cháu trai 24 tuổi, còn cháu gái đang học đại học năm nhất. Dạ, là đang ở trong này với chị đúng không? Đúng rồi. Rồi, vậy chị chia sẻ luôn giùm em về cái cuộc hôn nhân đi. Là mình chia tay lâu chưa rồi, tại sao? Mình chia tay năm 2015. Rồi, ở với nhau bao lâu rồi, tại sao ly hôn chị?
Thì không đồng quan điểm, nói chung vợ chồng không có gì hết, nhưng mà khi mà làm ăn nó hơi thất bại thì nói chung những cái mâu thuẫn nó sẽ xảy ra, rồi mình chấp nhận là mình không có một cái điểm tựa. Nói chung là khi sống thì mình cũng cảm thấy không đổ lỗi cho người khác, nhưng mà ví dụ mình cảm thấy không hợp nữa thì mình chia tay. Rồi hai đứa con bây giờ thì chồng cũ còn qua lại liên hệ hay gì không chị? Nói chung là cũng có qua lại với con, nhưng mà ví dụ mình tại vì con là con chung nên thành thử cứ việc qua lại không sao hết. Mình thì không có quan hệ gì, nhưng mà con cái có thể gặp nhau. Nhưng mà ngày xưa thì tìm hiểu rồi có lâu không? Làm sao? Nói chung hồi đó nói chung cực khổ quá rồi, mình nói chung mình cũng cưới đại vậy đó hả? Được thôi, nói chung là lúc đó là không có suy nghĩ, nói chung là cứ yêu là đẹp thôi. Rồi chị coi như là chị ở không mấy năm rồi. Từ đó đến giờ nói chung cũng quen bạn bè thôi, chứ không có tìm hiểu tới cuộc hôn nhân. Mà bạn bè làm sao lại không đi xa hơn được, mấy người không đó là đi xa tại vì mình thứ nhất là mình đang còn nuôi con, con là cái tuổi mà mở mở nạt nạt á, nên thành thử mình sợ con mình giống như là mình không dạy được con, nên mình cũng cố gắng mình ở dạy. Nhưng mà khi mà mình đến một cái thời điểm mình cảm thấy là con mình đủ trưởng thành rồi, có thể sắp mình có thể con sau này sẽ có tương lai, mình thì tìm một cái người để chia sẻ lúc đau ốm, chia sẻ trong công việc, ví dụ hỗ trợ lẫn nhau. Mà đối tượng chị gặp được nhiều không? Thì mình chưa nghĩ tới chuyện đó. Nói thật ra mình không có nghĩ tới chuyện đó nên chưa có, nhưng mà mình muốn ví dụ cũng có một đôi người, nhưng mà mình cảm thấy người ta cũng ngỏ lời, nhưng mà mình nghĩ là giống như bạn bè vậy á, người ta thấy mình vậy. Nhưng mà sao vậy chị, cái là những người đó họ chị thấy sao, không ổn họ không phải là không ổn, nhưng mà ví dụ như mình cảm thấy lúc đó là con mình cần mình hơn là mình cần người khác, nên chị mình phải chấp nhận để hy sinh để cho con mình trước. Rồi vậy thì bây giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào? Mình tìm một người biết chia sẻ, biết cảm thông cho nhau. Cái cuộc sống thì phải đủ để lo cho bản thân người đó, chứ không đến nỗi là khi mà tại vì tuổi mình cũng đã lớn rồi, ví dụ cơm canh thì có thể là lo cho nhau không sao, nhưng mà khi bệnh đau thì mình sợ là mình không đủ khả năng để mà lo cho người đó. Tại vì có yêu đi nhưng mà cái tuổi mình lớn rồi, có thương đi thì cũng tuổi mình lớn, thì che chở lúc đau ốm thôi. Mình chỉ mong tìm được người mà cũng nói chung là mô tả kỹ phải... ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của anh đó như thế nào nè. Nói chung là mình cứ biết cần người hiểu chuyện, rồi ví dụ như cái cách cư xử nó nhẹ nhàng. Nói chung mình cũng hơi cọc tính, nóng tính, thật sự là vậy. Mình không bắt người ta phải chiều theo mình, nhưng mà hiểu nhau. Rồi công việc có yêu cầu gì không chị? Công việc thì ví dụ người ta cũng phải có công việc chứ, mình đây không, cũng không có quan công trọng việc. Đúng không, làm tài xế hay là làm thợ không, hồn mình được. Không quan trọng người ta làm công việc gì, miễn người ta có công việc, nhưng mà cũng phải ổn định của người ta chứ. Còn nếu mà cứ ở không thất nghiệp vậy sao mình về, mình cũng đâu có gồng gánh nổi. Dạ rồi. Bây giờ chị có nhà rồi, anh đó chưa có nhà được không? Bình thường không có gì, đối với mình cái những cái đó mình không cần. Mình không cần, mình chỉ cần là người ta chia sẻ và hiểu nhau, chứ không phải đi đây đi đến đó, cũng không phải là cần người ta phải có của giàu có. Giàu có thì người ta cũng không có lấy mình đâu. Đủ sống cho người ta thôi. Rồi chị quê quán thì sao? Anh đó bây giờ chị nếu mà anh đó có nhà ở quê gì đó ở Bình Dương, Đồng Nai thì chị chịu đi theo chồng không? Không, mình không có theo đâu hết. Mình có nhà thì ví dụ người ta chấp nhận, thì cả tuổi này rồi theo chi, con cái mình cũng phải lo. Trời ơi, chị có gia đình chị, nhưng mà anh đó tuổi chị, ảnh cũng có gia đình của ảnh, thì bây giờ chị cần tình cảm hơn hay là cần cái con cái gia đình nữa? Không, nói chung là ví dụ như về thành phố sống thì nó tiện nhiều công việc hơn. Ví dụ như cái an sinh ấy, nó cũng gần gũi hơn. Ví dụ như về quê á, thì cái mưu sinh của mình á,
nói chung là ví dụ khi mình thay đổi một cái môi trường hoặc là một cái công việc nó cũng tại chị cũng bán online mà đúng không, chị bán online mà, nhưng mình không có phải thuộc cái dạng mà bán để quảng cáo trên ấy, mình chỉ bán cho người thân hoặc là những người quen giới thiệu với nhau thôi, tại vì mình là cũng bán nhỏ thôi chứ cũng không bán lớn. Rồi đó, tụi em ghi nhận ha, rồi có gì thì nếu mà cần thiết thì sẽ trao đổi với chị thêm thôi ha. Rồi dạ. Chị có sao hát gì được không chị bé? Thì cũng buồn buồn hát karaoke bậy bậy chơi thôi chứ đâu có hát được. Giờ hát được vài câu giùm em được không? Hát vài câu nghe chơi. Hát bài gì hả? Bài gì cũng được, bài ruột của chị đó, bài gì ruột của chị á chị. Bài ruột hả? Em dạ không có nhớ lời, hát không được thôi chị. Phận là con gái gì đó cũng được. Phận là con gái. Ừ, vài câu thôi. Rồi mời chị ạ. Không biết hát được câu gì nữa. Nói chung cũng có hát nhưng mà không có thuộc lời. Để mình coi mình. Dạ. Tình anh đi. Dạ. Thuyền xa xăm, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hơi sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền ghé bến sẽ quay về. Rồi nói chung cũng hơi rung hát không được. Rồi ok, cảm ơn chị nha. Rồi xong rồi đó chị. Rồi có gì chương trình sẽ liên hệ với mình nha. Cảm ơn chị. Ở đây là có biên tập và sản xuất của chương trình thôi. Hôm nay thì mình cứ chủ động mình chia sẻ về bản thân mình nha. Đầu tiên là em giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. À, dạ vâng ạ. Em chào mọi người ạ. Em tên là Thùy Trang. Lê Thị Thùy Trang. Lê Thị Thùy Trang. Trang nói to lên xíu giúp chị ha. À dạ vâng ạ. Dạ em đang em là Lê Thị Thùy Trang, 28 tuổi. Em đang quê quán ở Tiền Giang và em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc cụ thể là gì? Dạ nhân viên văn phòng ạ. Cụ thể luôn á em. Là mình làm trong cái bộ phận nào á? Em làm ở bộ phận hỗ trợ kinh doanh á chị. Công ty em là kinh doanh về gì? Dạ công ty em kinh doanh về lĩnh vực tài chính ạ. Kinh doanh tài chính. Rồi ok. Trang chia sẻ vào bản thân em đi, tính cách như thế nào, điểm mạnh điểm yếu ra sao ha. Em cứ chủ động chia sẻ, thấy thiếu cái gì thì bọn chị sẽ hỏi thêm nha. Dạ. Tính cách em về điểm mạnh thì chắc là dạng vui vẻ hòa đồng và dễ nói chuyện, dễ giao tiếp. Còn về điểm yếu thì là hơi khó tính một xíu, kiểu hơi tỉ mỉ và cầu toàn. Khó tính, tỉ mỉ, cầu toàn. Vậy thì hồi trước giờ là em trải qua mấy mối tình rồi, em yêu bao lâu sao mà lại chia tay? Em trải qua hai mối tình. Em chia tay thì cũng khoảng hơn một năm rồi. Thì chia tay là kiểu hai người không có hợp về cái quan điểm sống á chị. Em nói cụ thể hơn đi, là em quen bao lâu sao mà quan điểm sống nó cụ thể như nào để tụi chị biết và rút kinh nghiệm cho cái người mà tụi chị sẽ làm mai cho em á. Khoảng hơn 2 năm á chị. Kiểu là về quan điểm sống tức là có những cái nó không phù hợp với những gì mà về suy nghĩ về công việc này, về quan điểm về tài chính sao không lâu này, hoặc là cái việc mà những cái vấn đề mà nó liên quan đến việc là sao không lâu mình sẽ có những cái thống nhất qua những cái nơi về chia sẻ hay là không đó, thì nó lại không phù hợp. Cái người nam đó không có muốn chia sẻ gì mà ít nói, không có giao tiếp gì. Rồi ok, thì những cái vấn đề này thì khi mà tham gia chương trình thì mình sẽ được clear ngay từ đầu luôn, cho nên là em sẽ rất là dễ để mà em quyết định chọn hay không chọn ha. Thì mình cứ thẳng thắn chia sẻ quan điểm với nhau nha. Rồi dạ, vâng. Trang là em có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Dạ không chị. Không có ca hát gì được luôn hả? Dạ múa không rồi được không, nhảy múa rồi được không? Dạ không chị.
Rồi ok, nếu mà mình được chọn vào vòng trong thì mình sẽ có thêm một cái phần nào đó để mình giao lưu thêm thôi. Rồi bây giờ Trang chia sẻ cái hình mẫu em mong muốn đi, ngoại hình, tính cách của bạn trai á. Về ngoại hình thì kiểu dễ nhìn một xíu. Nói chung là cao khoảng 1m7 trở lên. Còn về tính cách thì kiểu dễ gần, kiểu như bạn nói, có thể là người dễ nói chuyện, hòa đồng và hay cười. Kiểu đừng có hơi khó mà mặt hơi nhăn nhó thì em không thích lắm. Về tính cách thì có thể là cái người đó, người ta có thể là tinh tế, tinh tế, với lại người ta sẽ hay thường là khỏe, quan tâm người thân và gia đình nhiều. Người ta sẽ kiểu như là thường sẽ tìm hiểu, hoặc là nói chung là lễ lọc cũng có những cái ngày lễ này cũng sẽ để ý và hỗ trợ và có chia sẻ hoặc là chúc mừng gì đó đâu nữa, chứ không phải là cái kiểu mà tính cách vô tâm quá. Dạ. Rồi tuổi tác vùng miền của bạn này thì yêu cầu như thế nào em? Về tuổi thì chắc là sẽ lớn hơn em, còn vùng miền thì em muốn làm mấy bạn cho miền Nam. Tại vì hồi trước thì em toàn là quen ở Tây Bắc á, thì nó lại khác văn hóa, nên là nó dẫn đến cái việc là không có hợp trong cái quan niệm sống. Nói chung là ở khu vực miền Nam là được đúng không? Không cần nhất thiết là phải đang ở Sài Gòn hả? Dạ, ở miền Nam là được. Sài Gòn thì càng tốt. Rồi, có điểm gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Không thích ở trong này kiểu... hay kiểu là mấy bạn hay tóc hứa, kiểu là hay nói nhưng mà không có làm được. Tốt nhất là không hút thuốc. Còn nhậu nhẹ thì một chút cũng được, không bị nghiện rượu là được. Không nghiện rượu. Rồi, ok, nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi cáp đầu tiên thôi Trang ha. Nếu mà mình được chọn vào vòng 2 thì mình sẽ nói chuyện riêng với biên tập nè. Mình thật là cởi mở để thứ nhất là biên tập sẽ là cái người tìm cái người phù hợp nhất cho mình nè. Sau đó là chương trình sẽ thông báo cho em cái lịch ghi hình sớm nhất khi mà có người phù hợp ha. Dạ vâng. Rồi, ok.